Chào các bạn. Bây giờ là 16 giờ 35 phút thứ hai, ngày 8 tháng 3 năm 2021, tức là ngày 25 tháng Giêng năm Tân Sửu. Mình ra thăm vườn, mình thấy đây cái cành vải này bị sương mai nặng quá các bạn ạ. Đây lá này trong gốc đừng nói rồi. Đấy, như lá rụng ra tận mãi ngoài. Các bạn nhìn cành này đây. Lá rụng. Đây, cái lá hoa đang héo đây. Đấy. Các bạn nhìn nhé. Dấu hiệu là lá rụng. Rụng cả lá xanh. Bệnh nặng quá, hoa nó không ra được. Rồi hoa ra đến là héo. Đây, các bạn nhìn thật chi tiết đây. Các bạn nhìn này. Đấy. Các bạn nhìn nhé, nó rụng này. Đấy. Rụng hết hoa rồi. Cả bạt này đây. Sương mai quá nặng. Do mình không phun các bạn ạ. Đây này. Hôm nọ phun nhưng chắc là không đều, cũng như là bị trước rồi. Cho nên trước khi nhú hoa hoặc là nhú đều hoa, trước khi nhú hoa cho nó phun phòng càng tốt. Hoặc chuẩn bị nhú hoa cho nó phun phòng càng tốt, nhưng hôm nọ mình mới phun. Thứ sáu tuần trước. Trước nữa. Đây các bạn nhìn này, hoa đây nhá. Này. Đấy, rụng nhá, mình sương mai rụng hoa đấy, rụng hoa. Rụng và không ra hoa được các bạn ạ. Rụng hết cả lá rồi. Cụ thể nhất là chùm này. Lá rộng tận đường ngoài này. Đấy. Đấy. Rụng cả những lá xanh. Đây còn chùm bên này nữa. Đỡ hơn. Đây là trên này không? Đấy. Bệnh sương mai nặng lắm các bạn ạ. Và cái tình hình trời mưa ẩm ướt như này, nó kéo dài nốt từ giờ thứ năm cho đến thứ hai này, thứ ba, thứ tư, thứ năm, từ thứ sáu trở đi trời sẽ đẹp. Thứ sáu trở đi cơ bản trời sẽ nắng ráo, và vải như mình bắt đầu từ những ngày đấy trở đi bắt đầu trời mới vải mình bắt đầu mới nở hoa. Còn sương mai này thì chúng ta tốt nhất thì chúng ta vẫn phun là dòng Zinomin rồi. Zinomin nó gồm có hai hoạt chất Matelicin và Mancozeb. Hoặc chúng ta có thể phun Alete cũng được. Alete là Sumerium gì đấy, mình quên. Amelium đấy, đấy, phải không? Alete thì nó hạn chế được cộng, còn Zinomin chúng ta cộng được với thuốc sâu. Ngoài ra chúng ta dùng Topsin, Furilam, Mancozeb để phun được. Đấy, chúng ta phun hai loại thuốc sâu mới. Hoặc không sâu chúng ta phun bốn thuốc bệnh thôi. Tốt chúng ta vẫn như mình nói đấy, còn nhiều lắm, nhiều hoạt chất có thể phun được. Ví dụ như nọ mình lấy cái Simo Fruit đấy. Nó thêm hoạt chất là cái gì nhỉ? Simosalin, phải không? Sương mai. Đấy, chúng ta tùy nhá. Thì tùy cái quan điểm đầu tư của chúng ta. Đầu tư nhiều, đầu tư ít. Nhưng nếu phun thì chúng ta phun cái dòng vậy. Còn không sâu chúng ta phun riêng sương mai thôi. Còn lưu ý là khi bệnh sương mai này chúng ta cũng phun phân bón lá nữa. Đặc biệt là phân bón lá có đạm. Mà trong cái thuốc sương mai mà Aliette nó ghi là không phun các thuốc có đạm chẳng hạn, phân có đạm đấy nhá. Em lưu ý như vậy. Hoa vải như mình bây giờ chưa nở. Bao đang một màu xanh xanh, còn vải các bạn đã nở rồi. Và chào các bạn nhé. Thì mình cập nhật một chút cái tình hình. À đây này cũng vặn bệnh rồi. Thế em nọ mình phun một lần nhưng chắc chưa khỏi, chắc mình phải phun lần nữa. Trước khi nở hoa, vài hôm nữa nhé. Vải mình chưa nở, vài hôm nữa trời ráo. 3-4 hôm nữa trời ráo lên thì mình phun. Hôm nay trời đang âm u ẩm ướt. Chào các bạn, cảm ơn các bạn xem video của mình. Chúc các bạn buổi tối ăn cơm ngon miệng, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình.